Còn tại Basel World 2018 thì Rolex đã giới thiệu một mẫu GMT Master 2 mới thu hút được rất nhiều sự chú ý, đó chính là mẫu GMT Master vạch Pepsi kèm dây Jubilee. Và bên cạnh đó thì Rolex cũng giới thiệu hai mẫu GMT Master khác, một phiên bản là demi Rolex Sol vàng hồng và thép, phiên bản thứ hai là toàn bộ là vàng hồng. Và trên tay tôi thì đang có một phiên bản là vàng hồng và thép. Và chúng tôi sẽ thực hiện một video ngắn so sánh giữa mẫu Rolex Sol cũ. Bên tay trái tôi là mẫu 16713LN. LN là lên noi, là mặt đen. Còn bên tay phải tôi là 126711 CHNR. Và cái CHNR chính là cái vành bezel này, ký hiệu của vành bezel root beer. Cái mẫu đồng hồ này thì anh Hiệp đã giới thiệu trong một video trước đây rồi, và tôi sẽ gắn link đến video đó. Còn trong video này chúng tôi chỉ so sánh nhanh giữa hai mẫu đồng hồ này mà thôi. Nhìn qua các bạn có thể thấy sự khác biệt giữa hai mẫu đồng hồ này rồi. Một bên thì demi là vàng vàng và thép, một bên demi vàng hồng và thép. Một bên thì sử dụng vành đen, bên kia thì vành root beer nâu và đen. Sự khác biệt này ai cũng có thể nhìn thấy và chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn. Thường thì vàng vàng sẽ có cảm giác là hơi già, và những người trẻ như tôi tầm khoảng 25 đến 35 tuổi thì sẽ không thích lắm. Và cái màu vàng hồng thì nó sẽ dịu hơn, nó không quá nổi bật. Nên là nhiều người đang xu hướng chuyển sang vàng hồng hơn. Và Rolex thì cũng rất tinh ý khi chọn vàng hồng cho mẫu đồng hồ của mình. Còn về vành root beer thì chúng ta cũng không cần nói quá nhiều. Đây là một thiết kế đã rất là nổi tiếng từ thời xưa. Và trong năm 2018 này thì đã đem trở lại về Rolex GMT Master. Mẫu root beer này không quá nổi bật giống mẫu root beer cũ với mặt số màu đen. Mẫu root beer cũ thì mặt số màu nâu vàng, nổi bật hơn rất là nhiều. Và điểm khác biệt về chất liệu thì cũng có thể thấy dễ dàng trên mặt số. Với chiếc GMT vành đen phiên bản cũ sử dụng vàng vàng thì chúng ta có thể thấy những con số trên vành bezel này, kim và những cái cọc số đều làm từ vàng vàng hết. Còn ngược lại thì bên này thì tất cả đều làm từ vàng hồng. Là các bạn nên nhớ đây là vàng hồng Everose Rolex, đây là vàng hồng độc quyền. Đây là một chất liệu độc quyền của Rolex với công thức đặc biệt để chống phai màu theo thời gian. Chất liệu vàng sau một thời gian sẽ dễ bị oxy hóa và làm mất màu vàng vốn có. Nhưng mà với chất liệu Everose của Rolex thì nó sẽ không bị thay đổi theo thời gian. Và cái tên chứng minh rồi, Everose có nghĩa là mãi mãi là màu hồng. Còn ngoài những điều khác biệt về chất liệu và về vành bezel thì hai mẫu đồng hồ này không có gì khác biệt nữa. Cùng là bộ khóa đó, cùng là thiết kế vỏ đó. Không giống việc thay đổi từ DSS 2 sang DSS 41 thì có sự thay đổi về tỷ lệ giữa bộ vỏ. Còn mẫu GMT Master này thì không có gì thay đổi cả. Một điểm khác biệt lớn nhất nằm ở bên trong bộ máy. Mẫu GMT Root Beer mới sử dụng máy 3285, trong khi đó thì mẫu cũ thì sử dụng máy 3185. Việc thay đổi từ dòng 31XX lên 32XX thì đã quá quen rồi, và đó là xu hướng mới của Rolex gần đây. Như là Desert thay từ 3135 sang 3235, Tedet thì thay từ 3155 sang 3255, và tương tự GMT thì 3185 sang 3285. Bộ máy mới thì về cơ bản thì hoạt động chính xác hơn, thời lượng cót lớn hơn, hoạt động bền bỉ hơn. Việc thay đổi thời lượng cót từ 2 ngày lên 3 ngày tưởng là bình thường, nhưng thực ra có lợi ích rất là lớn, đó chính là 3 ngày cuối tuần. Như trong nhiều phân tích tôi đã nói từ trước rồi, nếu bạn tháo chiếc đồng hồ này vào tối thứ 6 đến sáng thứ 2, chiếc đồng hồ sử dụng máy 3285 thì vẫn còn cót. Trong khi đó thì chiếc đồng hồ sử dụng máy 3185 thì đã hết cót rồi, và bạn phải vặn lại, chỉnh lại giờ, rất là phiền. Về cơ bản thì mẫu GMT Demi mới thì là một bước cải tiến hoàn toàn so với mẫu GMT Demi cũ. Thời lượng gọn hơn, thiết kế đẹp hơn, sử dụng chất liệu hài hòa hơn. Nhưng mà tất nhiên là với một mẫu mới như là mẫu GMT này thì sẽ có mức giá khá là cao. Mức giá chính hãng từ Rolex thì khoảng 14.000. Nhưng mà vì là mẫu mới nên là sẽ rất là hot, giống như iPhone vậy. Và đồng hồ này sẽ bị đội giá lên khoảng tầm 2 đến 3.000 đô. Và bù lại thì mẫu GMT Master cũ thì bạn sẽ không bị đội giá như thế và sẽ có mức giá chiết khấu ấn tượng hơn khá là nhiều. Vì thế bạn chọn là mức giá tốt hơn
hay là thiết kế đẹp hơn, mới hơn. Đó là quyền lựa chọn của bạn. Video này đến đây là hết rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.